Tôi là Rick Good. Tôi đứng đầu bộ phận phát triển sản phẩm cho các sản phẩm lọc không khí của công ty Amway và đã gắn bó với công việc này suốt 26 năm qua. Kính thưa quý vị, chúng ta cần một giải pháp cho hơi thở trong lành cho cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, tầm quan trọng của không khí cần được chú trọng, vì nó thực sự rất cần thiết. Hãy suy nghĩ về vấn đề này. Bạn có thể chọn nước để uống, chọn thực phẩm để ăn, còn không khí mà bạn hít thở bây giờ thì như thế nào? Chúng ta có thể tồn tại nhiều ngày mà không có nước, thậm chí con người có thể tồn tại vài tuần mà không có thức ăn. Nhưng thử hỏi bạn có thể tồn tại bao lâu mà không có không khí? Mỗi giây mỗi phút trong cuộc sống của bạn đều quan trọng. Hít thở không phải là việc mà chúng ta có thể lựa chọn, đúng không? Liệu không khí xung quanh ta có thể được trong lành và lành mạnh như thức ăn và thức uống mà ta sử dụng hay không? Trong thời buổi hiện nay, các tiểu phân càng nhỏ có thể gây ra các vấn đề càng nghiêm trọng hơn bạn nghĩ. Các hạt bụi lớn trong không khí thì dễ loại bỏ được dễ dàng hơn vì chúng ta có thể nhìn thấy được chúng. Cơ thể của chúng ta vận hành để loại bỏ những hạt bụi lớn này bằng cách chúng sẽ bị chặn lại trong đường hô hấp của chúng ta. Còn các hạt bụi nhỏ, tưởng chừng vô hại mới chính là vấn đề lớn. Chúng ta có thể hít phải chúng và rồi những sát thủ thầm lặng này đi qua các hệ thống hô hấp rồi đi sâu vào phổi. Đây chính là vấn đề và mối quan tâm hàng đầu đối với sức khỏe con người. Hầu hết các máy lọc không khí không được trang bị để loại bỏ các tiểu phân siêu nhỏ. Điều này có thể được hình dung như thế nào? Để dễ so sánh thì với một sợi tóc có đường kính khoảng 60 micromet và bạn có thể nhìn thấy được nó. Còn đối với hạt phấn hoa có kích thước từ 10 đến 30 micromet là bạn đã không thể nhìn thấy được chúng. Các hạt đang cháy hoặc các hợp chất hữu cơ từ công nghiệp cũng quá nhỏ để có thể nhìn thấy vì chúng nhỏ đến 2,5 micromet. Còn các hợp chất hữu cơ khác, virus, vi khuẩn, thậm chí còn nhỏ hơn, chúng có thể nhỏ tới 0,0024 micromet. May mắn thay, Amway có một giải pháp cho vấn đề này. Và tôi ở đây để giới thiệu tới các bạn về một chiếc máy lọc không khí Atmosphere Mini với hệ thống xử lý không khí đa màng lọc, có khả năng loại bỏ hơn 300 chất gây ô nhiễm khỏi không khí khi đi qua bộ lọc, thậm chí cả những loại bụi mịn cực nhỏ gây ra nhiều vấn đề nhất trong việc ô nhiễm không khí. Không giống như các hệ thống xử lý không khí khác, chiếc máy lọc không khí Atmosphere Mini loại bỏ đến 99,99% bụi mịn, vi khuẩn, virus có kích thước siêu nhỏ đến 0,0024 micromet. Và bây giờ, hãy cùng tôi xem một video ngắn về chiếc máy lọc không khí Atmosphere Mini này để xem hiệu quả lọc đỉnh cao như thế nào nhé.